Công tử lên. Dạ. Mặc công tử. Công tử à, công tử chạy đi. Sao con chạy nữa đi? Ngồi yên đi. Mũi tên đó có nhuyễn cốt tán. Hả? Ngươi đã trúng độc rồi. Dạ nhưng tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Liễu Động Tư, chỉ trách ngươi không biết làm người, đắc tội với quyền quý. Ta cũng vì bất đắc dĩ, ngươi đừng có trách ta. Giả nhân, ngươi không phải là người. Công tử nhà ta có ân đối với ngươi, ngươi lại đối đãi với công tử nhà ta như vậy sao? Ngươi là tên cầm thú mà. Ta cầm thú à? Chẳng lẽ hắn không phải vậy sao? Hắn đối với ta ra sao? Trước đây ngày ta thành thân, hắn muốn ở cùng Ngọc Thu 3 ngày. Ngươi hỏi hắn có ý gì? Không lẽ cho đến bây giờ huynh vẫn nghi ngờ tâm ý của ta hay sao chứ? Đúng vậy. Ngươi có biết 3 ngày đó ta sống ra sao hay không? Ngươi có biết ta đau khổ và dày dò lắm hay không? Chẳng lẽ 3 ngày đó ngươi không làm gì hết à? Huynh vô sĩ. Ta vô sĩ? Chẳng lẽ ngươi không phải là vô sĩ à? Hôm nay ta phải giết chết tên Ngụy quân tử như ngươi. Đừng mà. Dạ công tử. Dạ đại nhân, Tiểu Vũ cầu xin ông. Ông là bạn tốt nhiều năm của công tử nhà tôi mà. Xin ông đó, hãy tha cho công tử của tôi đi mà. Nếu như ông muốn giết á, thì giết Tiểu Vũ tôi đi. Tiểu Vũ tôi xin chấp nhận chết tha cho công tử. Xin ông hãy tha cho công tử đi mà. Đừng giết công tử nhà Tiểu tôi Vũ, mà. Tiểu Vũ, ngươi đừng cầu xin hắn nữa. Chuyện này không liên quan đến người đâu. Mau chạy đi, không, chạy mau đi. Không công tử à, không. Đúng vậy, ngươi nói rất phải. Trước đây công tử nhà ngươi và ta quả thực đúng là bạn bè tốt, với lại còn thông minh tài trí hơn ta. Chỉ cần nơi nào có mặt của hắn, ta mãi là một học trò nghèo không ngóc đầu nổi. Hắn làm gì cũng đúng hết, còn ta thì cái gì cũng sai. Nơi nào có mặt hắn, hắn luôn là tâm điểm của người khác. Nhưng còn ta, không sai. Giả nhân ta được như ngày hôm nay đều là nhờ Lữ công tử ban tặng, nên đại ân đại đức đó của hắn ta luôn khắc cốt ghi tâm. Trước giờ Lữ công tử luôn nói là bạn tốt của ta. Hiện nay Lữ công tử gặp nạn, ta nghĩ không có cách nào chuyển mình được. Chỉ bằng hãy cho ta toại nguyện, suốt đời này ta sẽ không quên. Nếu như sau này tiền đồ ta rộng mở, được đắc ý trên quan trường, ta sẽ không quên ngày hôm nay ngươi đã cho ta toại nguyện đâu. Được không hả Lữ huynh? Thế vậy có được không? Ngươi đúng là không bằng cầm thú. Uổng công ta bao năm qua xem ngươi là một bằng hữu tốt nhất, nhưng mà ngươi lại hãm hại ta đi lãnh công như vậy. Cho ngươi toại nguyện sao? Được, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Cứ giết ta đi. Không, không, không được công tử à. Nếu như công tử chết rồi, Tiểu Vũ cũng không muốn sống nữa. Tiểu Vũ nguyện đi theo công tử tới âm tào địa phủ hầu hạ công tử. Công tử đừng bỏ mặt Tiểu Vũ, xin đừng bỏ mặt Tiểu Vũ mà. Cảnh tình thê lương thật ha. Tình cảm của hai người tốt như vậy, ta cho hai người được toại nguyện, dắt tay nhau đến âm tào địa phủ. Ôi giời. Yêu quái, đúng là một tên súc sinh đội lốt người. Ngươi chạy được lần này không chạy được cả đời. Ta nhất định không tha cho ngươi. Động Tân, Động Tân, Tiểu Vũ, hình như Động Tân trúng độc rồi. Hãy...
Động Tân. Động Tân. Rõ ràng ta thấy họ chạy theo hướng này. Hả? Sao mới chớp mắt lại không thấy đâu rồi? Hả? Họ chạy cũng nhanh thật đó. Động Tân. Động Tân. Động Tân. Động Tân à. Quỳnh tỉnh lại đi. Động Tân à, Quỳnh tỉnh lại đi mà. Động Tân. Động Tân tỉnh lại đi. Động Tân. Động Tân à. Động Tân. Động Tân bị sao vậy? Tạm thời Quỳnh khoan hãy hỏi đã. Trước tiên hãy dìu Quỳnh ấy qua bên đó đi. Ờ, được. Nè. Từ từ thôi. Từ từ. Cẩn thận đó. Rồi. Hả? Yêu quái. Yêu quái. Yêu quái. Yêu quái. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ à, bình tĩnh lại đi. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Ta là Tăng Quan đi. Tăng công tử. Ờ. Ngân đại cô nương. Công tử. Động Tân. Công tử à, cậu tỉnh lại đi. Công tử à, cậu tỉnh lại đi mà. Động Tân à. Động Tân à. Động Tân. Động Tân. Động Tân. Động Tân. Động Tân. Công tử. Động Tân quên tỉnh rồi. Tiểu Vũ. Động Tân. Ngân đại. Quỳnh tỉnh rồi. Ta đi. Tăng Quỳnh. Yêu quái. Hả? Mọi người có nhìn thấy một con yêu quái không? Hả? Yêu quái? Ờ, chúng ta không thấy yêu quái nào hết. Khi ta chạy đến đây, chỉ thấy Ngân đại cô nương mà thôi. Động Tân, mụi tìm Quỳnh vất vả lắm đó. Sau khi muội và Quỳnh chia tay, muội đi khắp nơi tìm tin tức của Quỳnh. Muội cứ nghĩ mọi người đến nương nhờ giả nhân, cho nên muội đã đến giả phủ tìm mọi người. Thật không ngờ Ngọc Thu cô nương nói giả nhân muốn hại hai người, cho nên muội đã đi tìm đến chỗ này. Tình cờ thấy Quỳnh bị thương, cho nên muội đã cứu Quỳnh. Muội lúc nãy muội cũng không thấy yêu quái nào hết. Nhưng mà ta và công tử rõ ràng đã nhìn thấy yêu quái mà. Tiểu Vũ. Vết thương cũng biến mất luôn rồi. Chắc do ông trời tội nghiệp chúng ta, không muốn chúng ta bị tên gian ác giả nhân hãm hại, nên ông trời mới cho người đến đây để cứu hai chúng ta đó. Đúng vậy đó. Động Tân, ta thật không hiểu. Trước đó ở trên đường ta thấy Huynh và Tiểu Vũ đang chạy, còn giả nhân thì cùng một nhóm người đuổi theo phía sau. Nói đi, chuyện này thật ra là sao vậy? Giả nhân muốn giết tôi và công tử đó. Cái gì? Tại sao Huynh ấy làm vậy? Hắn làm vậy là vì tiền đồ của hắn. Giết công tử rồi, hắn sẽ đi lĩnh công. Cái tên Lý Quán báo ân đó đúng là tên súc sanh, không phải là người. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, lòng người khó đoán. Động Tân, giả nhân là một tên vong ân phụ nghĩa, sẽ không có kết quả tốt đâu. Vậy đi, Huynh tới chỗ của ta. Ta không đến chỗ của Huynh được đâu Tân Huynh à. Hả? Huynh nghĩ đi. Giả nhân nhẫn tâm hãm hại ta như vậy, chắc chắn là do Chu Hạo đã sai khiến. Hắn và bọn Huyện Quan đều là cá mè một lứa. Lần này hắn không giết được ta thì hắn sẽ không từ bỏ đâu. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách để tìm ra nơi ẩn náu của ta. Nếu như ta đến nhà của Huynh thì sẽ liên lụy tới Huynh đó. Động Tân. Công tử, vậy sau này chúng ta phải làm sao đây? Động Tân, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi. Ta sẽ không đi đâu hết. Trước khi rửa sạch được quan tình, ta sẽ không rời khỏi đây đâu. Khâm Sai đại nhân cũng đã hứa với ta, sau khi ông ta đi cứu trợ xong sẽ về đây giúp cho ta rửa sạch nỗi oan này. Ta phải ở đây chờ ông ta trở về. Được. Động Tân, ta có cách rồi. Huynh có còn nhớ không, có một ngọn núi cách đây không xa, cũng có sản nghiệp của Tăng gia. Trên núi có căn nhà gỗ, chỉ có hai người chúng ta biết mà thôi. Giả Cao Lương cũng không biết. Hay vậy đi, tới đó ở đợi vài ngày, đợi sau khi Khâm đại nhân trở về sẽ quyết định sau. Có được không? À, công tử, cậu đừng có do dự nữa. Tăng công tử làm vậy là có ý tốt. Bây giờ chúng ta làm theo sự sắp xếp này được không? Tạm thời tới đó một thời gian có được hay không? Đúng đó, Động Tân. Cung kính chi bằng tuân mệnh. Mụ và Tiểu Vũ cũng đến đó, vậy sẽ tiện bề chăm sóc cho Huynh. Động Tân, không thể kéo dài, chúng ta nhanh chóng đi đi. Về chuyện ăn uống hàng ngày, ta sẽ đem tới đây cho Huynh.
Có điều bây giờ không biết bây giờ Tiểu Phong như thế nào nữa. Quỳnh đi ở giả phủ, nói phải trái với giả nhân rồi sau đó. Tiểu Vũ, phải nhanh chóng nghĩ cách thăm dò tin tức của Tiểu Phong mới được. Dạ rõ công tử. Đi thôi, mau đi thôi. Được. Đi. Ở phía đó. Cẩn thận đó. Cẩn thận đi. Công tử. Cẩn thận. Yêu quái, yêu quái, yêu quái, có yêu quái, yêu quái, yêu quái. Công nhân, dạ, công nhân. Ngọc Thu, Ngọc Thu, có yêu quái, có yêu quái thật đó. Ngọc Thu, có yêu quái thật đó, khủng khiếp lắm. Yêu quái? Đúng đó phu nhân, lúc đó chúng tôi đang ở ngoài thành, nhìn thấy một con rắn lớn màu xanh, nó hạ cái họng rất lớn hướng về phía của đại nhân. Dạ đúng đó phu nhân. Được rồi, ta biết rồi, không có chuyện của các ngươi nữa, các ngươi ra ngoài đi. Dạ, dạ phu nhân. Đi thôi. Có yêu quái thật đó, nó muốn ăn thịt ta, này có biết không? Yêu quái muốn ăn chàng sao? Nó đúng là bị đuôi mù rồi mà. Đàn đối vậy là sao? Loại người mất hết lương tâm giống như chàng, làm sao yêu quái nuốt trôi được chứ? Đàn... Giả nhân, ta nói chàng biết, trời tạo nghiệt có thể tránh, người tạo nghiệt khó lòng sống. Ngọc Thu, ta là tướng công, còn nàng là nương tử, tại sao nàng dám đối ta như vậy? Bắt đầu từ ngày hôm nay, duyên phận vợ chồng của chúng ta đến đây chấm dứt. Chúng ta hữu danh vô thực, ta sẽ không ngủ chung giường với chàng nữa. Vì nàng ngủ ở đâu? Ta sẽ ở một mình sau hậu viện, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật để sám hối những sai lầm của ta. Ngọc Thu, Ngọc Thu. Liễu Động Tân, lại là ngươi hại nương tử không chịu tha thứ cho ta. Cho dù ngươi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. Công tử cẩn thận nha. Từ từ. Cẩn thận đó. Từ từ thôi, đến rồi. Nè. Nè, lên. Cẩn thận nha. Mời, vào trong đi. Thật lòng thấy ngại quá, đã lâu không có ai ở, có hơi dơ, hơi bừa bộn một chút. Thông cảm nha. Rất tốt mà. À, không sao, không sao, tôi tay chân rất là nhanh nhạy, quét một chút là xong hết à. Tiểu Vũ, ta sẽ giúp ngươi. Không cần đâu, cô chăm sóc cho công tử là được rồi. Căn nhà này lớn như vậy, một mình ngươi dọn dẹp sẽ mệt lắm đó. Ta giúp ngươi, như vậy thì sẽ nhanh hơn. À, được. Trong đó đựng thức ăn, định là đem tới cho Động Tân à. Nhưng lại gặp chuyện như vậy, có lẽ là không ăn được nữa. Thôi vậy đi, lát nữa ra ngoài ta sẽ mua một ít thức ăn đem cho mọi người. À, thôi không cần đâu. Đa tạ Quynh Tăng công tử. Như vậy đi, lát nữa ta đi ra ngoài hái một ít rau dại về nấu, như vậy có được không? À, vậy làm phiền cô. Không có gì đâu. Nè, đi. À. Tăng Quynh à. Hả? Quynh ngồi đi. Ngồi đi. Động Tân, Ngân đại cô nương tốt với Quynh thật. Bây giờ ở bên cạnh ta chỉ còn lại Tiểu Vũ, Ngân đại và Hảo bằng hữu là Quynh đó. Được rồi, là bằng hữu nhiều năm rồi, đừng khách sáo với ta. Quynh nhìn đi. Tiểu Vũ, nếu như Quynh cảm thấy không thoải mái, bên đó còn có vài căn nữa, chúng ta qua đó xem. Không không không, ở đây rất tốt, thật đó, rất tốt rồi. Ừ, được. Vậy hai người bọn họ dọn dẹp, thôi ta ra ngoài đây. Nếu như Quynh cần gì thì ngày mai ta sẽ đem tới. À, Quynh không được khách sáo đó. Không có đâu. Được, thôi ta đi. Tự nhiên nha. Ê, đừng ngồi dậy, ta đi đây. Cáo từ. Tiểu Vũ. Hả? Cáo từ. À, đa tạ. Ừ. Ha ha ha.